Thưa quý vị, đêm nay ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa và mưa rào. Trong đó ở các tỉnh như Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu là những tỉnh có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nguy cơ xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh vẫn rất cao. Còn ở các tỉnh vùng đồng bằng và ven biển, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai cũng có mưa, nhưng chỉ là những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở Bắc Bộ duy trì ở mức từ 18 đến 22 độ, trời rét nhẹ ở vùng núi và se lạnh ở vùng đồng bằng. Sang ngày mai, thời tiết miền Bắc tiếp tục có mây nhiều vào buổi sáng, đến trưa và chiều thì giảm mây và trời chuyển nắng. Nền nhiệt ở Tây Bắc Bộ duy trì ở mức từ 28 đến 31 độ, phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiệt độ ở mức từ 25 đến 28 độ. Ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong đêm nay trời vẫn còn khá nhiều mây, sương mù vẫn xuất hiện dày vào nửa đêm và gần sáng, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Nền nhiệt đêm nay phổ biến trong khoảng từ 20 đến 21 độ. Trong khi ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ở mức cao là từ 22 đến 24 độ. Sang ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ là từ 28 đến 29 độ. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 30 đến 32 độ. Còn ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ ở mức từ 32 đến 34 độ. Thời tiết vẫn ổn định ở các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ. Mức nhiệt đêm ở khu vực miền cao Tây Nguyên duy trì ở mức là từ 19 cho đến 21 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh Nam Bộ đêm nay trời chuyển mát với mức nhiệt chỉ khoảng từ 23 đến 26 độ. Sang ngày mai, hai khu vực này trở lại với tình trạng nắng mạnh từ sớm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 33 đến 35 độ. Còn tại Nam Bộ, nóng gắt nhất vẫn tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ khi nhiệt độ cao tới mức từ 35 đến 37 độ, trong khi ở miền Tây nhiệt độ là từ 33 đến 35 độ. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ ở mức từ 25 đến 31 độ. Khu vực huyện đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, nhiệt độ ở mức từ 27 đến 33 độ. Và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.